Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13, hội nghị lần này sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng và công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Tại cuộc gặp Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam ASEAN, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19. Các trường đại học hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 10, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đã khai mạc. Hội nghị Trung ương lần này cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng và công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Phát biểu khai mạc liên quan đến báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2020-2021, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương đánh giá khách quan toàn diện, phân tích sâu, nhận định về tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, sự cần thiết, tính đúng đắn của các chính sách, biện pháp mà Việt Nam đã áp dụng để phòng chống dịch, khắc phục hậu quả do đại dịch và hạn hán, thiên tai gây ra, nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, hạn chế tối đa sự suy giảm và từng bước phục hồi đà tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sang năm 2020, đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu đã bất ngờ xảy ra. Vì vậy, thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương nghiên cứu cập nhật tình hình mới và tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng, bước đầu thu nhận được từ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, một số tổ chức đảng và cán bộ đảng viên để tiếp tục hoàn thiện thêm một bức dự thảo các văn kiện trình hội nghị Trung ương lần này xem xét cho ý kiến chỉ đạo. Ngay tại hội nghị lần này, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm một lần nữa dự thảo các văn kiện để thể hiện sự cầu thị, tiếp thu ý kiến của các tổ chức đảng và cá nhân, đồng thời cập nhật tình hình mới có nhiều biến động từ đầu năm đến nay. Như vậy, dự thảo các văn kiện sẽ gửi lấy ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân chắc chắn là sẽ có chất lượng tốt hơn. Và sau đó chúng ta tổng hợp lại bổ sung lần nữa, trình Trung ương lần nữa, lúc bấy giờ mới trình ra đại hội. Về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2020, đã có 116 trên 116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 12, cả chính thức và dự khuyết, tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 13. 107 đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên chính thức và 44 đồng chí tham gia Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13 phải bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương trên các địa bàn, lĩnh vực công tác có cơ cấu Ủy viên Trung ương khóa 13, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn phức tạp, trọng điểm, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng trong trước mắt cũng như lâu dài. Khi xem xét lựa chọn giới thiệu nhân sự, phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính, nhưng cũng cần quan tâm chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, các lĩnh vực công tác và các khối, giữa Trung ương và địa phương, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng, miền cho hợp lý. Tuy nhiên, tôi nhắc lại, không vì cơ cấu số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, không bỏ sót nhân tài, nhưng cũng không được để lọt những người cơ hội vào trong đội ngũ của chúng ta. Bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm,
khách quan, minh bạch, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự để gây dư luận xấu không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ủy viên Trung ương bám sát phương hướng và quy trình công tác nhân sự để thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi ghi phiếu biểu quyết. Căn cứ vào kết quả hội nghị Trung ương lần này cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo Trung ương xem xét quyết định, thông qua trước khi trình Đại hội 13 của Đảng. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy doanh nghiệp nào có tổ chức đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc. Với ý nghĩa đó, trong nhiều năm qua, vai trò của các tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ngày càng được khẳng định. Các tổ chức đảng trong khối kinh tế này cũng ngày một phát triển. Một khóa tập huấn về luật quản lý thuế, về thanh tra, kiểm tra thuế dành cho đảng viên được Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài nhà nước quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút đông đảo học viên là các đảng viên thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tham dự. Đây là một trong số rất nhiều hoạt động thiết thực dành cho đảng viên trong chương trình hành động của Đảng bộ khối. Chính những hoạt động thiết thực như vậy là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều các doanh nghiệp ngoài nhà nước muốn thành lập tổ chức đảng. Số chi bộ phát triển ngày càng mạnh trong khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi phát triển được 16 chi bộ. Thế và hiện nay thì rất nhiều tập đoàn, tổng công ty và những doanh nghiệp tư nhân mong muốn được thành lập tổ chức đảng. Theo nhiều doanh nghiệp, bí quyết thành công không chỉ nằm ở công nghệ, sản phẩm, danh tiếng, mà còn nằm ở chính đội ngũ nhân sự cốt lõi. Trong đó, hạt nhân là những đảng viên, đặc biệt là những đảng viên trẻ có trình độ chuyên môn cao, sức sáng tạo và nhiệt huyết được cống hiến. Họ cũng là những nòng cốt để phát huy dân chủ cơ sở nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong doanh nghiệp. Thông qua việc là đảng viên đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp chi bộ, trong các ý kiến đó sẽ có rất nhiều các đề xuất để có thể cải thiện và nâng cao tốt nhất quyền lợi cho người lao động. Và ngoài ra thì các đảng viên luôn là những người gương mẫu, đạo đức tốt và có năng lực chuyên môn tốt. Do vậy đảm bảo được tính tiên phong trong quá trình lao động sẽ đề xuất được nhiều cái sáng kiến cải tiến, cải thiện môi trường làm việc cũng như là nâng cao hiệu suất công việc. Các đồng chí đảng viên là nêu cao cái vai trò mà làm chủ của mình, tiên phong gương mẫu của mình và người ta cũng đã đóng góp những cái ý kiến rất là thực tiễn về các cái công việc mà được giao. Thứ nhất là để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của họ và thứ hai nữa là để cho doanh nghiệp ngày càng phát triển. Thực tế cho thấy việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp không nằm ngoài mục đích duy nhất, đó là làm cho doanh nghiệp ổn định, làm cho doanh nghiệp phát triển. Lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nó luôn luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp và nó đi cùng với cái sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện cả nước có hơn 600.000 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, thu hút gần 9 triệu lao động. Sự phát triển của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm cho người lao động. Chiều tối ngày 5 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đồng chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Đây là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ với khối lượng công việc khá lớn. Dự kiến tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội 72 tài liệu. Đối với kiến nghị của cử tri chuyển đến Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng đã giao cho các bộ ngành liên quan trả lời xong toàn bộ. Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đều đề cao tinh thần phục vụ để kỳ họp Quốc hội tới đây thành công tốt đẹp, mang lại niềm tin của nhân dân trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, cần rà soát lại các công việc để các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt hơn cho kỳ họp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ đề cao trách nhiệm cá nhân, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các tài liệu theo phân công, đúng thời hạn quy định, đồng thời hoàn thành trả lời bằng văn bản các chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội tại kỳ họp này, đặc biệt là những kiến nghị còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ. Các thành viên Chính phủ cũng cần chủ động bố trí kế hoạch công tác
đảm bảo tham dự đầy đủ các phiên thảo luận và giải trình các nội dung thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đi cùng với chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời gặp gỡ, trao đổi, giải trình, cung cấp hồ sơ tài liệu cho các đại biểu Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội, cũng như các cơ quan báo chí về những vấn đề đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm, Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên chính phủ sẵn sàng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các cơ quan của chính phủ và các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp để thực hiện các công việc chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới, đồng thời đề nghị các cơ quan của chính phủ và cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 48 vừa qua, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật mà Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến trình Quốc hội thông qua. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu, vào tối ngày 4 tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật thơ nhạc Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Ông Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự. Trong chương trình, những đóng góp trong sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao cống hiến to lớn của nhà thơ cách mạng Tố Hữu, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu qua các tác phẩm nghệ thuật, những vần thơ ca ngợi phẩm chất tốt đẹp, tinh thần bất khuất yêu nước, trọng nhân nghĩa của con người Việt Nam trong thơ Tố Hữu được nhân dân đón nhận, lưu truyền vì đã nói đúng tâm thức của dân tộc, từ đó trở thành khối tài sản văn hóa có giá trị lâu dài. Những vần thơ của ông có sức mạnh to lớn đối với tinh thần của con người trong cách mạng và cuộc kháng chiến trường kỳ, là khúc tráng ca của một dân tộc anh hùng không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào, khó khăn, gian khổ nào để giành được độc lập tự do. Đến hôm nay, những vần thơ của ông vẫn giúp vun đắp tình yêu và lẽ sống để tiếp tục gìn giữ, xây dựng cơ đồ đất nước Việt Nam. Chiều ngày 5 tháng 10, phát biểu tại cuộc gặp Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam ASEAN và Đoàn đại biểu Doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, lắng nghe ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp, đặc biệt là những vướng mắc khiến nhiều doanh nghiệp và người lao động chưa tiếp cận được nguồn hỗ trợ của chính phủ như các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương công nhân, hỗ trợ người lao động không có việc làm. Phó Thủ tướng khẳng định chính phủ đang khẩn trương rà soát các gói hỗ trợ, dự thảo ban hành quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ các vướng mắc nhằm triển khai hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động có hiệu quả thiết thực. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp thuộc hội phải liên tiên phong đẩy mạnh hợp tác kinh doanh trong khu vực ASEAN, thúc đẩy hợp tác nội khối, bởi ASEAN với hơn 650 triệu dân là thị trường rất lớn và đầy tiềm năng, nhiều điểm tương đồng để các doanh nghiệp tập trung hợp tác hiệu quả. 30 doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và đồng hành với ngành thuế trong việc thu ngân sách suốt 30 năm qua đã được Tổng cục Thuế tôn vinh vào chiều ngày 5 tháng 10. Đây là những đại diện cho 3 khối doanh nghiệp nhà nước, đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh có quy mô lớn, số lượng lao động nhiều, tuân thủ pháp luật thuế và có thương hiệu lớn. Tại buổi lễ, Tổng cục Thuế cũng đã công bố triển khai gần 480 trung tâm hỗ trợ thủ tục thuế điện tử trên toàn quốc. Nộp thuế khoảng 40.000 tỷ đồng một năm, tập đoàn xăng dầu Việt Nam đang đóng góp khoảng 2,6% tổng thu ngân sách nhà nước. Việc áp dụng hóa đơn điện tử tại 2.600 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, kê khai hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sinh học là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp tập đoàn kinh doanh hiệu quả và nộp nhiều thuế. Ngành thuế đã luôn luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình mà doanh nghiệp kê khai nộp thuế và tạo sự bình đẳng và minh bạch giữa các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng thường xuyên nhận được cái sự tư vấn, hỗ trợ rất là kịp thời, hiệu quả của các cái cơ quan thuế các cấp thông qua rất là nhiều kênh, hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ trực tuyến cũng như là qua văn bản. Trong danh sách được tôn vinh có những doanh nghiệp quen thuộc như tập đoàn Viettel, tập đoàn Điện lực Việt Nam, tập đoàn Vingroup, Samsung Electronics Việt Nam, Toyota Việt Nam. Tổng cục thuế cho biết việc tôn vinh doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu đã được tiến hành từ nhiều năm nay nhằm ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp thu ngân sách nhà nước. Ngành thuế sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế, mà trước tiên là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý thuế, triển khai hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử trên toàn quốc. Người nộp thuế chỉ vào một cổng và có thể thực hiện tất cả các dịch vụ từ đăng ký, kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Và cái hệ thống này sẽ giúp trực tiếp cho người nộp thuế về vấn đề thực hiện các nhiệm vụ của mình, đồng thời
qua kênh thông tin này chúng tôi tiếp nhận những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đề xuất của doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vượt qua đại dịch Covid. Những cái áp dụng những công nghệ mới đó, một phần thì là giúp cho ngành thuế dễ dàng trong việc quản lý các doanh nghiệp, quản lý ngành thuế của cả đất nước, nhưng đặc biệt cũng giúp cho các doanh nghiệp là đỡ vất vả, tiết kiệm rất nhiều chi phí trong việc coi như là khai thuế và nộp thuế. Ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế ngày càng cao, cùng với sự trợ giúp, hướng dẫn của cơ quan thuế ngày càng hiệu quả, nên thu ngân sách trong những năm gần đây luôn vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Việc tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước đã khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh để đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà nước. Ngày 5 tháng 10 tại Bạc Liêu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã diễn ra hội nghị chuyên ngành đánh giá kết quả đạt được cũng như là đưa ra định hướng phát triển mô hình sản xuất một vụ lúa một vụ tôm. Điểm đáng chú ý trong triển khai mô hình tôm lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là bà con nông dân chuyển từ sản xuất thử nghiệm theo hình thức truyền thống sang sản xuất chính vụ, đặc biệt có ứng dụng kỹ thuật canh tác hiện đại. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sau gần 10 năm chuyển đổi, diện tích lúa tôm ở đồng bằng sông Cửu Long đã tăng hơn 211.000 ha, bao gồm hình thức nuôi quảng canh truyền thống và quảng canh cải tiến cho sản lượng gần 85.000 tấn, ước tính lợi nhuận trung bình đạt từ 35 cho đến 50 triệu đồng một ha một năm. Hiện ngành nông nghiệp và các địa phương đang tích cực phối hợp đưa ra nhiều quy trình sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất chất lượng tôm lúa với mục tiêu đạt được sản lượng tôm khoảng 120.000 tấn vào năm 2025. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Các trường đại học hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Xưởng đồ chơi Việt từ vải thủ công với mong muốn những giá trị của thiên nhiên, văn hóa truyền thống dân tộc sẽ được giới trẻ gìn giữ bảo tồn. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Đến hết 5 giờ chiều ngày 5 tháng 10, các trường đại học đã hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Năm nay, điểm chuẩn vào các trường đại học trung bình đều tăng từ 1 cho đến 3 điểm tùy từng ngành và từng trường. Đặc biệt có ngành học, điểm trúng tuyển là 30 trên 30. Xin kính chào quý vị, tôi đang đứng tại cổng trường Đại học Ngoại thương, một cánh cổng khá là khó để bước vào bởi năm nay Đại học Ngoại thương Hà Nội thì có đến 7 trên tổng số 10 ngành có điểm chuẩn, trên 27 điểm cho tổ hợp 3 môn và trên 36 điểm cho với ngành có nhân đôi điểm môn chính. Có nghĩa là với 7 ngành này ạ, dù thi đạt 9 điểm một môn thì cũng vẫn bị trượt. Không chỉ trường Đại học Ngoại thương, nhìn chung điểm chuẩn vào các trường đại học đều tăng từ 1 tới 3 điểm. Cá biệt, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển cho ngành Hàn Quốc học ở mức tuyệt đối 30 điểm. Theo các chuyên gia, đây là điều đã được dự đoán từ trước vì mục đích của kỳ thi đã được điều chỉnh từ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trở thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Đề thi năm nay dễ hơn so với những năm trước nhằm phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp. Chính vì vậy, điểm chuẩn những trường ở top giữa như trường Đại học Giao thông Vận tải cũng dao động tăng 1,5 tới 2 điểm. Kết quả thi Trung học Phổ thông năm nay thì có cái kết quả cao hơn năm trước bởi vì năm nay thi là dành cho thi Trung học Phổ thông. Tuy là cái phần cũng có cái sự phân hóa thế nhưng mà nó chưa ở mức độ nó cao lắm. Do vậy là cái tỷ lệ, cái số lượng các em có điểm cao thì vẫn chiếm tỷ lệ cao. Điều này đặt ra câu hỏi với mặt bằng điểm thi tốt nghiệp sẽ cao như vậy trong những năm tới đây, liệu các trường đại học có nên tiếp tục căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông để xét tuyển hay không, hay cần bổ sung thêm các tiêu chí phụ? Thực tế, tuyển sinh của năm nay thì có thể thấy là với cái điểm tuyệt đối như vậy thì có thể chăng đấy, là chúng ta điều chỉnh đề thi của kỳ thi kết hợp Trung học Phổ thông để làm sao vừa đáp ứng được nhu cầu tức là tốt nghiệp Trung học Phổ thông nhưng có thể là vừa đáp ứng nhu cầu tức là rất nhiều trường đại học khác có thể sử dụng nó đấy, làm một cái thang đấy, để xét tuyển vào đại học. Thì đấy là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ cho kỳ thi tuyển sinh vào năm tới. Đối với khối ngành sư phạm và ngoại ngữ, điểm chuẩn tương đối ổn định, chỉ tăng 1-2 điểm. Nhưng những ngành kỹ thuật công nghệ, nhìn chung điểm tăng rất cao, nhiều ngành tăng tới 4 điểm. Điều này phản ánh xu thế của thời đại với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngày 5 tháng 10 cũng là ngày đầu tiên của kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia. Năm nay có 7 nghề lần đầu tiên được tổ chức thi. Nhóm nghề 4.0 được coi là trọng tâm bởi đây sẽ trở thành định hướng mới trong đào tạo của các trường nghề. Lần đầu tiên môn thi điều khiển robot,
được tổ chức với 6 đội tham gia. Đây là thách thức với thí sinh khi tiếp xúc với các vật liệu khi bị mới. Và trong thời gian thi dài tới 14 giờ, họ phải hoàn thành kết cấu, lắp đặt và vận hành robot. Điều khiển robot là nghề mới và có nhu cầu tuyển dụng lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Học được cái nghề này thì cái khả năng tư duy sáng tạo của em cao hơn, tính linh hoạt của các em nó cao hơn và có thể là các em có thể là lập trình vận hành được theo cái yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm nay, nhóm nghề 4.0 như IoT, tự động hóa công nghiệp đều có bài thi và thời gian thử thách thí sinh như môi trường kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới. Kỳ thi không chỉ là thách thức với những người thợ trẻ giỏi nhất, mà còn để các trường nghề thay đổi định hướng đào tạo khi các nghề mới ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Những ngành nghề nào mà không có nhu cầu thì mình phải thay đổi. Và khi mà số lượng ngành nghề mà ít đi thì mình yêu cầu phải đào tạo, phải chuyên sâu hơn. Người học phải có nhiều kiến thức kỹ năng hơn và khả năng thích ứng với thị trường lao động hơn. Những nhà khoa học, những nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp cùng ngồi với nhau để chúng ta trao đổi về những cái định hướng phát triển, những cái kỹ năng mới, những ngành nghề mới, những công nghệ mới và những phương pháp giảng dạy mới có thể được gọi là nêu ra và thảo luận có những cái giải pháp cho cái nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Kỹ năng số đang là định hướng đào tạo của các trường nghề. Dự báo của các chuyên gia là trong tương lai, Việt Nam cần hàng trăm nghìn kỹ thuật viên có trình độ về tự động hóa và robot khi ngày càng có nhiều ứng dụng liên quan đến người máy. Thưa quý vị, trẻ em luôn là đối tượng cần sự quan tâm của xã hội. Tuy nhiên hiện nay lại chưa có nhiều đồ chơi làm hoàn toàn từ thiên nhiên an toàn cho trẻ nhỏ. Chăn trở trước điều đó, một cô gái trẻ đã quyết tâm bắt đầu hành trình đi tìm nguồn vải sạch, rồi dùng sự sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo để tạo nên những món đồ chơi đáng yêu. Và hãy cùng tìm hiểu hành trình biến những hạt mầm thành thú bông xinh xắn của cô gái ấy trong phóng sự sau đây. Đây là biệt đội rừng xanh bao gồm các bạn sữa, lá, mắm, lạc, mật mang theo thông điệp bảo vệ môi trường đi đến với các bạn nhỏ. Các bạn thú nhồi bông này đều được làm từ vải gai dầu thủ công, nhồi bông hữu cơ, quần áo làm từ vải vụn tái chế. Những món đồ chơi này đều được thiết kế thủ công và đặc biệt an toàn cho trẻ. Thời gian nhanh là cái ngành công nghiệp gây ô nhiễm thứ hai trên thế giới. Thì mình muốn tìm cái nguyên liệu nó sạch hơn, nó có ý nghĩa hơn. Thế là trong quá trình đi tìm cái vật liệu thì mình lại bén duyên với một chất liệu của bà con dân tộc thiểu số. Vải này nó không gây hại cho môi trường, không gây xói mòn cho đất, mà lại còn khi mà người mặc sử dụng vào mà nó lại còn tốt cho sức khỏe. Vật liệu chính được Nguyên lựa chọn để làm búp bê là vải gai dầu, một trong những loại vải lâu đời nhất trên thế giới. Từ những hạt cây gai dầu đầu tiên đến miếng vải hoàn thiện có thể sử dụng được, phải mất tới khoảng 200 công đoạn khác nhau và được làm hoàn toàn thủ công. Đây là sản phẩm chứa đựng biết bao tâm huyết và công sức của các nghệ nhân dệt vải truyền thống người Mông. Thế mình thì muốn sử dụng một cái nguồn nguyên liệu hoàn toàn là địa phương, hoàn toàn đến từ Việt Nam để cho ra đời một sản phẩm thực sự là thuần Việt ấy. Mình muốn là khách hàng, là đối tác của bà con dân tộc thiểu số, những người mà được xem là yếu thế trong xã hội. Bởi vì mình muốn cái dự án mình làm nó là một dự án có tác động xã hội để nâng cao cái thu nhập cho bà con cũng như là nâng cao vị thế của người phụ nữ dân tộc thiểu số trong xã hội của họ. Đấy. Mỗi tháng một chủ đề, xưởng còn tổ chức các workshop làm đồ chơi từ vải thủ công, giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về nghề dệt vải truyền thống, trải nghiệm kỹ thuật may vá thêu thùa. Đây cũng là nơi các bé và bố mẹ được cùng nhau sáng tạo, làm ra những sản phẩm độc đáo của riêng mình. Mọi khi thì bố mẹ ở nhà thì rất là lo khi con sử dụng những cái đồ ví dụ như kéo này, dao này, kim này, những cái đồ rất là sắc nhọn. Nhưng mà khi có các cô làm cùng ấy, thì các con sẽ biết cách sử dụng chúng một cách rất là an toàn. Đó, mình nghĩ cái đó là rất là tuyệt vời cho các con. Với tình yêu và nhiệt huyết, cô gái trẻ Hạnh Nguyên đã gieo những hạt giống gai dầu đầu tiên, mang hy vọng và niềm tin gửi gắm vào những món đồ chơi. Mong sao những giá trị của thiên nhiên, của văn hóa truyền thống dân tộc sẽ được giới trẻ gìn giữ, bảo tồn. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại trên kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.